Hội nghị Trung ương 9 lấy phiếu tín nhiệm 21 ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bài viết được đăng trên trang Chân trời mới. Hội nghị Trung ương 9 Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức khai mạc vào sáng ngày 25 tháng 12 với phần nội dung đáng chú ý là lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư được diễn ra vào chiều cùng ngày. Theo truyền thông trong nước, việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ chỉ được thực hiện với 21 ủy viên trong số 24 người. Ba người không có tên trong các phiếu tín nhiệm ở hội nghị lần này là ông Đinh Thế Huynh đang nghỉ bệnh dài ngày, và hai người khác mới được bầu bổ sung vào Ban Bí thư là ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, và Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc. Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh rằng việc lấy phiếu tín nhiệm là nhằm thăm dò tín nhiệm, qua đó giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm tự nhìn nhận lại mình để điều chỉnh, tiếp tục phấn đấu rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo nghị quyết 262 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Theo nguyên tắc, việc lấy phiếu tín nhiệm này được thực hiện định kỳ vào năm thứ ba giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp. Hai nội dung chính của lấy phiếu tín nhiệm bao gồm phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, lập trường, quan điểm, tư tưởng chính trị trong việc thực hiện đường lối nghị quyết của Đảng, chống tham nhũng, trục lợi cá nhân, gương mẫu của bản thân và gia đình. Nội dung thứ hai là năng lực thực tiễn. Theo quy định số 262 của Bộ Chính trị, cán bộ có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp cần được xem xét đưa ra khỏi quy hoạch chức vụ cao hơn. Từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên thì có thể cho từ chức hoặc là cho thôi giữ chức vụ. Vào năm 2015 tại Hội nghị Trung ương 10, kết quả lấy phiếu tín nhiệm các lãnh đạo đảng lúc đó cho thấy Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đạt số phiếu tín nhiệm cao nhất với 152 phiếu tín nhiệm cao, tiếp theo là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với 149 phiếu và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với 145 phiếu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc đó chỉ đứng số 8 trong số 20 người được lấy phiếu tín nhiệm với số phiếu tín nhiệm cao là 135 phiếu. Trước đó tại Hội nghị Trung ương 6 vào năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bị đề nghị kỷ luật, nhưng kết thúc hội nghị ông đã không phải chịu hình thức kỷ luật nào. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sau này chỉ nói đến tên đồng chí X bị Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật tại Hội nghị Trung ương, mà sau đó nhiều người cho rằng đó là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tại Đại hội Đảng vào đầu năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu tiếp tục giữ chức. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không tiếp tục vào danh sách lãnh đạo Đảng và Chính phủ. Hội nghị Trung ương 9 cần công khai phiếu tín nhiệm cán bộ cấp cao, bài viết được đăng trên trang Người Lao Động. Trả lời phỏng vấn báo Người Lao Động về một số vấn đề sẽ đề cập tại Hội nghị Trung ương 9, giáo sư Hoàng Chí Bảo cho rằng mọi thông tin về những người nằm trong quy hoạch nhân sự phải được công khai. Phóng viên, thưa giáo sư, Hội nghị Trung ương 9 khóa 12 dự kiến khai mạc vào ngày 25 tháng 12 sẽ bàn rất nhiều vấn đề quan trọng về quy hoạch cán bộ. Từ trước đến nay, công tác cán bộ cấp cao luôn được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đúng quy trình, nhưng vì sao vẫn để lọt những cá nhân không đủ năng lực, phẩm chất? Giáo sư Hoàng Chí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Hiếm có nhiệm kỳ nào như khóa 12 này khi chúng ta phải xử lý hàng loạt cán bộ, cả đương chức và nghỉ hưu, thậm chí là ủy viên Bộ Chính trị. Đây là bài học đắt giá để chúng ta phải xem xét lại công tác cán bộ gắn với công tác tổ chức, trong đó có hai khâu quan trọng là quy hoạch và quy trình. Về lý thuyết, quy hoạch và quy trình là cần thiết để chủ động chuẩn bị và đào tạo cán bộ kế cận, nhưng thực tế thì lại bị biến tướng. Khi xảy ra các vụ lùm xùm về công tác cán bộ, thì các giải trình sau đó đều khẳng định là đúng quy trình. Điều này cho thấy quy trình đã bị hình thức hóa, xấu hơn là bị vô hiệu hóa, thậm chí là vô hiệu hóa cả tập thể lãnh đạo. Người đứng đầu một cấp ủy đảng, một cơ quan nhà nước đã không dân chủ, lợi dụng chức vụ quyền hạn người đứng đầu để đưa người nhà, người không đủ phẩm chất năng lực vào bộ máy. Phóng viên, thưa giáo sư, hội nghị lần này sẽ bàn về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Theo ông, công tác cán bộ phải rút ra bài học gì để tránh những sai sót như thời gian vừa qua? Giáo sư Hoàng Chí Bảo, bài học quy hoạch, quy trình về công tác cán bộ như vừa qua là phải chú trọng khắc phục. Tôi cho rằng phải quy trách nhiệm người đứng đầu, bên cạnh đó là sức mạnh của thông tin, mọi thông tin về những người nằm trong quy hoạch nhân sự phải được công khai. Người làm công tác nhân sự phải chú ý lắng nghe đánh giá của dư luận, như ông Hồ Chí Minh nói, dựa vào dân mà xây dựng đảng. Để chuẩn bị cho nguồn nhân sự cấp cao, ông Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu rất rõ khi khẳng định không để những người không đủ phẩm chất và năng lực tham gia vào bộ máy. Nói cụ thể hơn là không để những kẻ bất minh, bất chính, cơ hội vào Trung ương,
làm ảnh hưởng uy tín của Đảng, suy giảm niềm tin của nhân dân. Cuối cùng là cần xóa bỏ tâm lý cả nể, dĩ hòa vi quý, xóa bỏ những liên minh ngầm về lợi ích, thỏa hiệp để thực hiện động cơ xấu trong công tác cán bộ. Phóng viên, theo dự kiến, hội nghị sẽ lần đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư. Ông đánh giá gì về việc này? Giáo sư Hoàng Chí Bảo, theo tôi, việc lấy phiếu tín nhiệm tới đây sẽ có rất nhiều ý nghĩa, thực hiện trách nhiệm nêu gương. Đây cũng là dịp để cán bộ cấp cao tự đánh giá, tự nhận xét, tự xem xét mình trong từng lá phiếu. Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được Quốc hội triển khai, nhưng đây là lần đầu tiên Đảng thực hiện. Việc này sẽ thúc đẩy sinh hoạt dân chủ, làm cho mỗi cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy được mặt tích cực và tìm ra khuyết điểm để khắc phục. Việc lấy phiếu tín nhiệm này được nhân dân rất quan tâm, củng cố thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Tôi đánh giá đây là tinh thần đổi mới và Đảng phải tiên phong trong việc này. Phóng viên, nhiều ý kiến lo ngại việc lấy phiếu tín nhiệm vẫn còn hình thức, kết quả lấy phiếu khác xa với đánh giá cán bộ của người dân, xã hội, ông thấy thế nào? Giáo sư Hoàng Chí Bảo, có thực tế ở những cuộc lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, tỷ lệ phiếu tín nhiệm luôn ở mức khá, trong khi đánh giá của người dân, xã hội lại rất thấp. Để điều này không xảy ra tại hội nghị tới đây, thì Đảng phải nghiêm khắc hơn khi lấy phiếu tín nhiệm. Ngoài ra, phải tôn trọng dư luận xã hội, lắng nghe tiếng nói của người dân để có đánh giá thực chất hơn về cán bộ. Một yếu tố tối quan trọng đó là tinh thần trách nhiệm của từng ủy viên trung ương. Họ phải có thái độ khách quan, khoa học, khắc phục tình trạng hình thức. Nếu việc bỏ phiếu đó đảm bảo khách quan, trung thực thì tác dụng sẽ rất tích cực. Trên thực tế, tâm lý nể nang ít nhiều sẽ tác động đến việc bỏ phiếu tín nhiệm. Đây là vấn đề về tư duy, về ứng xử giữa người với người, và chúng ta phải đối mặt và khắc phục. Mỗi người khi cầm lá phiếu trên tay phải làm sao cho lá phiếu đó khách quan và thấu tình đạt lý nhất. Mỗi cán bộ khi bỏ phiếu cần ý thức được trọng trách, vị trí của mình trong bộ máy. Không có gì tốt hơn là công khai. Giáo sư Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh, việc Trung ương bỏ phiếu tín nhiệm đánh giá Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư là điều cần thiết. Tuy nhiên, việc công khai như thế nào là cả một câu chuyện. Về tinh thần dân chủ là phải công khai minh bạch, và không có gì tốt hơn là sự công khai, nên coi đây là một sinh hoạt chính trị bình thường, vượt qua các rào cản hay lo lắng sợ mất uy tín. Nếu việc lấy phiếu tín nhiệm và kết quả lấy phiếu chỉ thông báo nội bộ thì sẽ không thuận với ý kiến của đảng viên nói riêng và toàn thể nhân dân nói chung. Về phương pháp thực hiện, Trung ương cần đưa các chỉ số, căn cứ làm cơ sở cho việc đánh giá, giảm tối đa yếu tố cảm tính, tăng yếu tố khách quan để không bị ảnh hưởng bởi tâm lý khi điền vào phiếu. Việc lấy phiếu tín nhiệm đòi hỏi từ cả hai phía. Phía tập thể là những người đánh giá phải có trách nhiệm, những người được đánh giá phải xem xét lại chính mình. Sáng nay khai mạc Hội nghị Trung ương 9, bài viết được đăng trên trang VN Express. Hội nghị lần này làm việc trong 3 ngày và sẽ lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo chương trình dự kiến, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 9 khóa 12 sẽ khai mạc trong sáng nay và họp đến 27 tháng 12. Trong 3 ngày làm việc, Trung ương sẽ xem xét tờ trình quy hoạch Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 đến 2026, lấy phiếu tín nhiệm các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nội dung quan trọng khác. Về quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa mới, công việc này đã được tiến hành trước đó với 4 bước từ cơ sở theo kế hoạch của Bộ Chính trị. Bước đầu tiên là tập thể lãnh đạo ở địa phương là Ban Thường vụ, ở các bộ ngành là Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng. Tiến hành rà soát, đánh giá từng trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo hướng dẫn và thông qua danh sách dự kiến những người được giới thiệu quy hoạch. Ở các bước tiếp theo, Hội nghị cán bộ chủ chốt tập thể lãnh đạo và mở rộng sẽ lần lượt góp ý bỏ phiếu kín để chốt danh sách. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, một trong những điểm mới của quy trình lần này so với trước đây là xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trực tiếp của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp trong việc xem xét, phát hiện, giới thiệu nhân sự của địa phương, cơ quan, đơn vị mình vào quy hoạch cấp chiến lược. Ba độ tuổi được quy hoạch là dưới 55, dưới 50 và dưới 45. Trong đó, với độ tuổi dưới 55, người được xem xét đưa vào quy hoạch là bí thư, phó bí thư các tỉnh, thành, thứ trưởng và tương đương. Còn nhân sự dưới 50 tuổi thì chức vụ hiện hành có thể thấp hơn so với nhóm trên. Cụ thể, bí thư huyện ủy, giám đốc sở, ngành và tương đương, thường trực hội đồng nhân dân, thường trực ủy ban nhân dân. Nhóm dưới 45 tuổi thì không yêu cầu phải giữ chức vụ hiện hành như hai nhóm trên, nhưng cũng phải nằm trong diện được giới thiệu.
quy hoạch vào các chức danh do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thứ trưởng và tương đương. Đây là diện cán bộ tạo nguồn cho các khóa tiếp theo. Có thể tham gia làm nhân sự dự khuyết trung ương. Sau quy trình 4 bước nêu trên, khâu quan trọng nhất sẽ được thực hiện ở trung ương với quy trình gồm 5 bước. Đầu tiên, tổ giúp việc của Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tổng hợp nhân sự giới thiệu của địa phương, bộ, ban ngành, phân tích xem đã đúng đối tượng hay chưa, có đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu chí hay không. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo sẽ tiến hành các bước thẩm định, khám sức khỏe nhân sự được giới thiệu theo quy định của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương, lấy ý kiến thẩm định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra đảng. Sau khi tổng hợp, bước thứ hai là báo cáo Bộ Chính trị xem xét rồi mới trình Trung ương. Tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương, các đại biểu sẽ nghiên cứu tờ trình và các văn bản liên quan và giới thiệu bằng phiếu. Đây là giới thiệu, không phải là phiếu bầu cử, tỷ lệ tính trên tổng số người có mặt, ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết đều được quyền giới thiệu. Trên cơ sở giới thiệu này, Ban chỉ đạo tiếp tục tổng hợp lại và báo cáo Bộ Chính trị tiến hành phê duyệt. Sau bước này, các nhân sự giới thiệu chính thức được coi là nằm trong quy hoạch vào Ban chấp hành Trung ương lần đầu. Về lấy phiếu tín nhiệm, theo quy định thì việc này được tiến hành định kỳ vào năm thứ ba, tức là năm giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp. Trên phiếu sẽ ghi rõ họ tên, chức vụ của người được lấy phiếu tín nhiệm kèm theo các ô tương ứng với các mức độ tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp. Hai nhóm nội dung lấy phiếu tín nhiệm là phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực thực tiễn. Ban tổ chức Trung ương sẽ chuẩn bị phiếu tín nhiệm. Trên phiếu có danh sách ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, tiêu chí lấy tín nhiệm và có đóng dấu treo của Ban chấp hành Trung ương, đề xuất thành phần nhân sự ban kiểm phiếu. Việc lấy phiếu tín nhiệm do Bộ Chính trị chủ trì. Sau khi các ủy viên Trung ương ghi phiếu, bỏ phiếu, ban kiểm phiếu sẽ làm việc và báo cáo kết quả với Ban chấp hành Trung ương. Trước đó, từ ngày 3 đến 6 tháng 12, tại kỳ họp thứ 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan này đã xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp thứ 31 của cơ quan kiểm tra. Xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương xem xét thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Tất Thành Cang. Hội nghị Trung ương 9 sẽ bàn về vấn đề nhân sự, bài viết được đăng trên trang Á Châu Tự Do. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 sẽ diễn ra trong những ngày cuối năm 2018. Chương trình nghị sự gồm một số nội dung đáng chú ý là xem xét kỷ luật đối với một số đảng viên cao cấp, lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Bên cạnh đó là xem xét nhân sự đưa vào Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Vào đầu tháng 10 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Hội nghị Trung ương 8. Kết quả của hội nghị được chính thức công bố vào ngày 6 tháng 10. Cho thấy hai đảng viên trong cương vị lãnh đạo bị xem xét kỷ luật là ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng và nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, và ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trong dịp đó, ông Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để Quốc hội Việt Nam bầu vào chức Chủ tịch nước thay cho ông Trần Đại Quang qua đời vào ngày 21 tháng 9. Hội nghị Trung ương cũng quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị đại hội thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào kỳ đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam thứ 12 vào đầu năm 2016, giới quan sát cho rằng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ rời khỏi cương vị vào giữa kỳ. Thế nhưng đến nay, nhận định đó bị cho là không còn đúng vì có thể ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục đảm đương chức vụ dù bản thân ông khi nhận thêm chức chủ tịch nước lại lẩy kiều thừa nhận phận mỏng cánh chuồn.